Hắn là nhẫn giả kiên võ sư hàng đầu của Nhật, không biết ai cho hắn thêm dũng khí mà lại dám đấu chọi với công phu Trung Quốc. Chỉ thấy hắn hóa thành một con rối siêu lớn, sau đó nhảy lên chém về phía Bạch Mi. Thanh niên định múa rìu qua mắt thợ à, chỉ thấy Bạch Mi hét một tiếng kỳ môn bát quái quyết. Giây sau đó liền xuất hiện một trận bát quái, con rối bị đơ trong chốc lát. Sau đó chưa được khoảng một giây, Bạch Mi lại dịch chuyển, bỗng chốc đánh bay nó. Sau đó Bạch Mi sử dụng tuyệt chiêu thật nhốt thú. Trận chiến rất căng, những khớp của con rối bị khoa lại, không thể di chuyển. Sau đó Bạch Mi hóa thành một cái mũi khoan gió, lao từ trên trời xuống. Cuối cùng ông dùng 3 chiêu thức xử lý con rối này. Còn vụ việc này phải nói từ Trung Hoa Ngạo Huyết, lúc Bạch Mi đóng cửa tu luyện, phái vô địch phái đệ tử Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành đến cướp Trung Hoa Ngạo Huyết. Trong trận chiến người hầu ma không cẩn thận trúng kế, bị Hỏa Tứ Lãng và Kim Thái Bảo nhốt trong trận, không thể thoát được. Anh hùng ở bên còn lại còn thảm hơn, anh ta bị những dòng nước đen xì xì giữa chân tay lại, không thể động đậy. Lúc anh ta không ngừng gào thét, bỗng nhiên có một cô gái từ trên nhảy xuống, đứng trên người anh ta. Cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Thủy Linh. Chỉ thấy cô ấy khẽ dùng sức, mồm của người anh hùng này bị phong ấn, còn em gái Mộc thò đôi tay dài của mình ra, nhân cơ hội đó cướp Trung Hoa Ngạo Huyết. Lấy được rồi. Anh hùng thấy vậy, dùng hết sức giãy giụa để ra khỏi những sợi dây nước, sau đó dùng kiếm đáng cho Thủy Linh lùi về phía sau, thừa thắng xông lên cướp lấy Ngạo Huyết. Nhưng lúc này chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, hai chân của anh hùng bị giữ lại. Hóa ra là bà lão thổ đến rồi, ở chỗ này này. Anh hùng không rảnh phí lời với bà, dùng ta đánh cho bà một đấm, nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến bà ta tức giận. Sư tỷ, chúng ta đến đây không phải để giết người, lần này sẽ tha cho ngươi. Sau một tiếng huýt sáo vang lên, Kim Thái Bảo và Hỏa Tứ Lãng cũng lần lượt rời khỏi đó. Nhưng quả thực họ còn quá non nớt, lúc vô địch mở tờ giấy trong ống ra, lập tức đã bị tức chết. Khốn khiếp, thế là hắn tự mình đến nơi để lấy. Hai người đánh đến mức đen trời đen đất, nhưng cuối cùng dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể khiến cho Bạch Mi sử dụng Trung Hoa Ngạo Huyết. Vô địch thấy vậy cũng đành biết khó mà rút lui, nhưng hắn không biết rằng trận chiến này thực ra hắn thắng rồi. Trong trận chiến này lục phủ ngũ tạng của Bạch Mi bị thương, không sống được bao lâu nữa. Trước khi đi lĩnh cơm hộp, Bạch Mai đã chuyển vị trí trưởng môn và Trung Hoa Ngạo Huyết cho anh hùng và để lại một câu nói: kiếm lấy danh nghĩa tình yêu, có thể chém mọi vật ở thế gian. Sau đó cũng đi nhận cơm hộp. Vô địch sau khi biết chuyện này nổi trận lôi đình, hắn phái đệ tử xử lý cả nhà của anh hùng. Anh hùng trong trận đấu không ai địch lại, cũng bị đánh trọng thương. May mà thời khắc quan trọng, người hầu ma kịp thời đến, cứu được vợ và anh hùng ra. Trước mắt anh hùng cũng chỉ có thể luyện thành công tâm pháp đại hải vô lượng căn bản của Trung Hoa Ngạo Huyết. Với năng lực hiện tại của anh ta, nếu như muốn báo thù, ít nhất cũng phải luyện 20 năm để tránh bị truy sát. Họ đã trốn đến Thái Lan, nhưng không biết là tại vì sao, hành tung của anh lại bị bại lộ. Anh hùng ca, hay là ta giúp anh hạ hỏa nhé? Tốt thì tốt, nhưng giây sau đó đôi chân của anh hùng bị giữ lại, sau đó đôi tay cũng bị trói lại, không thể động đậy. Nhưng những thứ này mới chỉ bắt đầu. Em gái Mộc cũng từ xa bay đến góp vui. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, sau đó một cái quan tài xuất hiện, nhốt anh hùng vào trong đó. Đồng thời lúc này Kim Thái Bảo phóng dây sắt ra, rồi buộc chặt cái quan tài lại. Nhưng họ vẫn xem nhẹ thực lực của anh hùng quá rồi. Sau khi đến Thái Lan, anh hùng sớm đã không phải là anh hùng ban đầu. Dưới sự giúp đỡ của Trung Hoa Ngạo Huyết, công phu của anh tiến bộ nhanh chóng. Cái trò còn con này sao có thể làm khó anh được chứ? Ngũ Hành thấy vậy đành sử dụng tuyệt chiêu, nhưng lúc này người hầu ma kịp thời tới, dùng vài chiêu đã đánh tàn phế hai người. Em gái Mộc thấy vậy hoa một cây cung, sau đó không ngừng bắn về phía người hầu ma. Nhưng người hầu ma rất nhanh nhẹn, cho dù em gái Mộc có bắn thế nào anh ta cũng không bị thương. Rất nhanh em gái Mộc cũng bại trận. Ngay lúc này bà lão thổ đã đến giúp đỡ, nhưng rất không may mà ta mới thò đầu ra đã bị đạp một cái. Sao ngươi biết điểm yếu của ta? Còn Kim Thái Bảo và anh hùng cũng đánh vô cùng kịch liệt, nhưng với sức mạnh của Kim Thái Bảo cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh hùng. Giết bố mẹ ta, hôm nay ta phải khiến ngươi đền mạng. Anh hùng không cần dùng quá nhiều sức đã phá trận, không ngờ tên Kim Thái Bảo này lại chơi xấu. Để có thể trốn thoát, hắn đã không ngại ngần hy sinh sư muội của mình. Em gái Mộc bị kiếm đâm một cái người, nhưng anh hùng không hề giết cô, vì em gái Mộc cũng từng cứu anh một mạng. Xem cô gái này lương thiện biết bao. Sau khi em gái Mộc được cứu, cô cũng nảy sinh tình cảm với anh hùng. Lúc này Kim Thái Bảo lại tìm được cơ hội. Đêm hôm đó Kim Thái Bảo giả làm anh hùng, lừa em gái Mộc lếu lều với mình. Ngày hôm sau còn không lừa cô tiếp. Mộc cô nương, tối nay tôi sẽ về nói tất cả với Hương Hạo Du vợ, tôi yêu em. Ngày mai
chúng ta gặp nhau ở tòa nhà Trung Hoa. Em gái Mộc đúng hẹn đến tòa nhà Trung Hoa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến trái lòng cô nguội lạnh. Cô cũng vì yêu mà sinh hận, thề rằng sẽ giết anh Hùng. Thế là cô lại bị lợi dụng một lần nữa. Ngày mà vợ của anh Hùng sinh, họ phóng hỏa đốt tòa nhà Trung Hoa. Trong lúc hỗn loạn, anh Hùng bị giữ lại. Hoa anh Hùng, hôm nay ta phải giết con người cặn bã nhà ngươi. Tại sao? Còn chưa kịp giải thích, anh Hùng kịp thời triệu hồi kiếm, đánh cho em gái Mộc lùi về sau. Nhưng rất không may, Kim Thái Bảo lại dùng thuật hóa thân, bắt cô em gái song sinh đi. Đợi khi họ ra được khỏi biển lừa, mới phát hiện ra chúng kế rồi. Sau đó vợ của anh cũng vì mất máu quá nhiều mà đi lĩnh cơm hộp. Sau kiếp nạn này, anh Hùng cũng tin mình chính là ngôi sao cô đơn. Anh bảo Xanh Nô đưa kiếm Hùng về nước, còn anh phải lắng tâm luyện Trung Hoa Ngạo Huyết. Nhưng trời thích trêu đùa người, lúc này Vô Địch lại xuất hiện. Giao Trung Hoa Ngạo Huyết ra đây, không thì bây giờ sẽ cho cả nhà ngươi đoàn tụ. Anh Hùng lập tức vận công, nhưng với võ công hiện giờ của anh, Hòa Hoàn không phải là đối thủ của Vô Địch. Anh đã bị hắn đả trọng thương, còn bị hắn cướp Trung Hoa Ngạo Huyết đi. May mà người hầu ma phản ứng kịp thời cứu được anh Hùng. Sư phụ, cứ thả chúng đi như vậy sao? Ta đã lấy được Trung Hoa Ngạo Huyết. Sự sống chết của Hoa Anh Hùng ta không quan tâm, nhưng Hoa Anh Hùng còn nhớ Trung Hoa Ngạo Huyết. Nếu lúc này không giết, e rằng người đang nghĩ là ta sợ hắn. Tên võ sĩ Nhật này không uổng là võ sĩ Nhật. Để luyện được Trung Hoa Ngạo Huyết, hắn không từ thủ đoạn giết vợ giết con, khổ cực luyện 20 năm, cuối cùng cũng luyện thành tuyệt kỹ. Trung Hoa Ngạo Huyết của ta đã luyện thành công, cả cái châu Á này không còn đối thủ nữa. Hóa anh Hùng ta đã từng cho ngươi cơ hội, quá ngông cuồng. Để ép anh Hùng xuất hiện, chúng đã bày kế bắt người thân cận nhất của anh Hùng. Bình thường ta rất thích săn bắt, thứ mà hôm nay ta săn là số người Trung Quốc này, chắc chắn sẽ rất vui. Lời vừa mới dứt, Kim Thái Bảo đã bắn súng về phía họ. Ngờ đâu những viên đạn bay trong không trung một tiếng đồng hồ cũng chẳng bắn trúng ai cả. Phóng to lên nhìn, hóa ra là anh Hùng xuất hiện. Thủy Linh liền xông lên đánh trước, chỉ thấy vô số phi tiêu bằng băng phóng ra. Có thể thấy công lực trong 20 năm của ả tiến bộ không ít. Nhưng anh Hùng bây giờ cũng không phải dạng vừa. Chỉ thấy anh tay cầm kiếm, chém hai cái đã phá được trận, sau đó dùng kiếm đánh lại ả ta. Quá mạnh luôn các bác. Kim Thái Bảo cũng không chịu thua, giống như được nam châm nhập, một tay túm lấy con trai của anh. Hoa anh Hùng, hôm nay chúng ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi, tự tìm đường chết. Chỉ thấy anh Hùng hất tay lên túm lấy hắn ta, sau đó anh sử dụng chiêu Bát Quái Huyết, bỗng chốc hắn bò ép thành tờ giấy, biến mất khỏi thế gian. Sau khi Vô Địch biết tin, cũng có hơi quá phấn khích, trong đêm lao đến tòa nhà Trung Hoa, không nói lời nào một tay cầm kiếm, còn nói hôm nay sẽ cho cả nhà anh được đoàn tụ. Hình ngàn cân treo sợi tóc, một cú đấm từ đâu lao đến, hóa ra là anh Hùng tới. Sau một tiếng hô kiếm tới, xích kiếm cũng bay đến. Ngay lúc này một trận đại chiến cũng được bắt đầu. Vô Địch đã đợi cơ hội này từ lâu, chẳng nói lời nào cũng dùng tuyệt chiêu. Chỉ thấy lúc trời sấm ầm ầm, trên trời bỗng xuất hiện một con rắn ba đầu. Anh Hùng thấy vậy cũng không hề sợ hãi, cầm kiếm lao về phía con rắn. Quá tuyệt, quá đỉnh luôn. Lúc mọi người đều tưởng anh đã đi gặp các cụ rồi, anh lại đâm thủng đầu con rắn hóa họa thành an. Vô Địch há hốc mồm nhìn anh, nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu trộm trời đổi trăng, hiệu quả cũng ổn. Chiêu này đã chặt đứt xích kiếm, cơ hội khó đạt được. Vô Địch đáp đất cũng sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, vô kiếm chi kiếm. Chỉ thấy dưới đất bỗng ngoi lên một con rối, tay cầm chiếc gươm 40m lao về phía anh Hùng. Nhưng điều hắn không biết là tuyệt chiêu cuối cùng trong Trung Hoa Ngạo Huyết Ngạo Khí Trung Hoa, chỉ những người có lòng yêu thương mới luyện ra được. Tội đồ giống như Vô Địch không có xứng để luyện Trung Hoa Ngạo Huyết. Kiếm này đại diện cho toàn bộ người Trung Quốc, cùng với một đường sáng phun ra, tên Vô Địch cũng tự ăn trái ác hắn trồng. Nếu như bạn thích bộ phim này thì đừng quên ấn like và bình luận nhé. Hẹn gặp lại lần